Nhiều giờ mất điện tiếp tục diễn ra trên khắp Ukraine. Chính quyền đang cố gắng xoa dịu những người bất mãn thỉnh thoảng lại xuống đường biểu tình. Ở Kiev, họ đảm bảo rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện. Tuy nhiên vào mùa đông, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng bất thường. Ở Kiev, nhiệt độ cao kỷ lục đã xảy ra trong hơn 2 tuần, khoảng hơn 35 độ C. Đài quan sát địa vật lý trung ương Ukraine hôm 17 tháng 7 cho biết, nhiệt độ đã ở mức cao kỷ lục 34,2 độ C ở Kiev vào ngày 15 tháng 7 nền nhiệt trong các ngày tiếp theo dự kiến sẽ còn cao hơn nữa. Nắng nóng cùng tình trạng cắt điện luân phiên còn ảnh hưởng đáng kể tới những ngành kinh tế rộng lớn hơn. Từ đầu tháng 6, nhà điều hành lưới điện của Ukraine đã tiến hành việc cắt điện luân phiên do những hư hại trong cơ sở hạ tầng vì các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Trong những tháng gần đây, Moscow tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các nhà máy điện và trạm biến áp của Ukraine đã khiến cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này gặp tổn hại nghiêm trọng. Do đó, chính quyền Ukraine đã ra lệnh cắt điện luân phiên trên toàn quốc. Một biện pháp quyết liệt hơn so với các đợt cắt điện khu vực và đột xuất mà nhiều vùng trên đất nước đã phải trải qua vào đầu mùa xuân. Điều này đặc biệt khó khăn đối với các cửa hàng vì không có tủ lạnh thì nhiều sản phẩm bị hư hỏng. Người Ukraine thường mua sữa chua và thịt thối mà không hề nhận ra. Các siêu thị buộc phải tạm dừng bán một số mặt hàng. Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp Toàn Ukraine Denis Machuk cũng cho biết 70% giá lương thực sẽ tăng. Thư ký Hội đồng thành phố Kiev Vladimir Bondarenko cho biết, trong trường hợp xấu nhất, đó là đèn ở thủ đô Ukraine, sẽ chỉ được bật 4 giờ mỗi ngày. Gánh nặng hiện nay đổ lên vai các nhà máy điện hạt nhân. Theo ông Vladimir Omenchenko, giám đốc chương trình năng lượng tại trung tâm Razumkov, Ukraine đã mất 70% tổng công suất phát điện, mức thâm hụt là 3 GW. Theo dữ liệu hải quan Ukraine, nhập khẩu điện vào Ukraine đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua, lên mức kỷ lục 78,5 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Kiev chính thức tuyên bố từ tháng 5 sẽ không xuất khẩu điện nữa. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Quốc hội Ukraine đã thông qua trong lần đọc thứ hai một dự luật bãi bỏ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Trường Cao đẳng Ukraine Alexander Nakonekny đã yêu cầu ông Zelensky phủ quyết đạo luật này vì trong điều kiện hiện tại, nó có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Công ty Ukrainego hứa hẹn những cải tiến trong tương lai gần việc khởi động một tổ máy điện tại một trong những nhà máy điện hạt nhân sẽ giúp ích. Ngoài ra, Ukraine hy vọng sẽ sửa chữa một số cơ sở năng lượng. Điều này có thể cung cấp thêm từ 2 đến 3 gigawatt. Nếu đạt được thỏa thuận, EU sẽ tăng nhập khẩu lên 2 gigawatt. Nhưng ngay cả với một kịch bản lạc quan như vậy, họ khó có thể đưa thế hệ đạt mức tháng 3. Ở Ukraine, họ thừa nhận rằng những cải tiến chỉ có thể mang tính ngắn hạn và không đáng kể. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Alexander Khachenko cho rằng trong điều kiện thời tiết thay đổi, Dự kiến nguồn cung cấp được đảm bảo ở Kiev sẽ kéo dài từ 8 đến 10 giờ. Điều tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác. Dự báo đáng thất vọng cho giai đoạn mùa đông, người đứng đầu liên minh người tiêu dùng dịch vụ tiện ích Oleg Popenko cho biết, nếu nhiệt độ duy trì ở mức âm 10 độ trong vài tuần thì khả năng sống sót trong một tòa nhà cao tầng là một dấu hỏi lớn. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Denis Mihan về việc Nga ngừng cung cấp dầu do lệnh trừng phạt của Kiev. Trong tuần này, Slovakia và Hungary thông báo sẽ không nhận được dầu từ công ty lúc oi của Nga do Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty này. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Fico chỉ trích việc Kiev đưa lúc oi vào danh sách trừng phạt khi dầu của công ty này cũng được cung cấp cho nhà máy lọc dầu Slovnav của Slovakia. Theo ông, đây là lệnh trừng phạt vô nghĩa, không gây tổn hại cho Nga, mà chủ yếu là gây tổn hại đến một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU. Trong tuyên bố sau cuộc đàm phán, văn phòng chính phủ Slovakia cho biết, thủ tướng Fico nhấn mạnh, Slovakia không có ý định trở thành con tin trong quan hệ Ukraine-Nga và quyết định của tổng thống Ukraine, có nghĩa là nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia, thuộc tập đoàn MOL của Hungary sẽ nhận được ít hơn 40% lượng dầu để xử lý so với nhu cầu. Điều này sẽ có tác động không chỉ đến thị trường Slovakia mà còn có thể dẫn đến việc ngừng cung cấp dầu diesel cho Slovnaft sản xuất cho Ukraine, trong khi lượng dầu này chiếm gần 1 phần 10 tổng lượng tiêu thụ của Ukraine. Theo Văn phòng Chính phủ Slovakia, Thủ tướng Fico đã liên lạc với các thành viên có liên quan trong nội các của ông và đại diện của tập đoàn hóa dầu MOL của Hungary về vấn đề này. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Fico đã ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy này cũng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga và phản đối nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Zizato mô tả quyết định của Ukraine khi dừng trung chuyển dầu thô từ công ty Nga lúc oi sang Hungary là không thể hiểu được và không thể chấp nhận được. Hungary dự định sẽ đưa vấn đề ra tại một cuộc họp của Hội đồng EU. Ông Zizato nhấn mạnh rằng Hungary và Slovakia phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp dầu thông qua đường ống Drupal, với khoảng 2 triệu tấn dầu nhận được hàng năm từ lúc oi. Ông Zizato chỉ trích, thật kỳ lạ khi một quốc gia có tham vọng gia nhập EU lại gây nguy hiểm trong nguồn cung cấp năng lượng của hai quốc gia thành viên EU khác, đặc biệt là vào mùa hè khi mức tiêu thụ năng lượng lên đến đỉnh điểm. Mới đây, không quân Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng một máy bay không người lái UAV mới lạ trong đêm 19-20 tháng 7. Cụ thể, không quân Ukraine thông báo rằng các đơn vị phòng không nước này đã bắn rơi 12 UAV Shahid và một UAV chưa xác định được chủng loại từ phía Nga. Hình ảnh về chiếc UAV lạ này được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vũ khí mới này không giống với chiếc UAV Shahid-136 mà các lực lượng Nga hay phóng. Thông tin cho hay UAV lạ đó bay ở độ cao nhỏ khoảng 20 đến 30 mét hãng tin Defense Express đã thu được thêm những bức ảnh và thông tin chi tiết về UAV này. Theo đó, nó có sải cánh có thể dài hơn 4 mét, cánh quạt đẩy và thân máy bay hình vuông. Nó được cho là có một số điểm tương đồng với UAV trinh sát Jala 42120 của Nga, nhưng các loại máy bay này không phổ biến và không còn xuất hiện trong danh mục hiện tại của Jala. Việc UAV bị bắn hạ ở độ cao thấp cũng cho thấy đó là một UAV cảm tử giới chức trách Ukraine đang điều tra để tìm hiểu thêm về UAV này dựa vào các mảnh vỡ. Trong khi đó, quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không to M2 của nước này đã bắn trúng tên lửa tầm xa Storm Shadow ngay trong phát bắn đầu tiên. Sputnik đưa tin, hệ thống tên lửa phòng không to M2 của Nga đã phá hủy tên lửa hành trình Storm Shadow do Ukraine phóng ở khu vực Kupiansk. Storm Shadow bay theo quỹ đạo thông thường của tên lửa hành trình, nằm trong tầm ngắm của hệ thống to M2, tên lửa đã bị đánh chặn ngay từ phát bắn đầu tiên. Theo ấn phẩm này, TO-M2 là hệ thống phòng không tầm ngắn di động do Nga phát triển, được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình và đạn dẫn đường chính xác. TO-M2 có tỷ lệ bắn trúng lên đến 98%. Trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, Kiev đã kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot, Mỹ dự định sản xuất thêm tổ hợp phòng không Patriot tại các nhà máy ở Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị trì hoãn do thiếu nguồn cung linh kiện quan trọng từ Boeing. Quân đội Israel cho rằng chiếc máy bay không người lái UAV do Houthi phóng vào thành phố Tel Aviv hôm 19 tháng 7 dường như đã được sửa đổi để tấn công mục tiêu ở tầm xa. Ngay sau vụ việc, lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công hiếm hoi vào thành phố Tel Aviv của Israel. UAV đó đã đánh trúng một căn hộ khiến một số người thương vong. Hầu thi được Iran hậu thuẫn còn nói rằng họ đã thực hiện một kế hoạch quân sự cụ thể bằng UAV tấn công mới mà radar không thể phát hiện được và có thể vượt qua các hệ thống phòng không một cách hiệu quả. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho hay đánh giá ban đầu cho thấy hệ thống được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 19 tháng 7 là UAV tấn công một chiều Samad-3 do Iran sản xuất với tầm bay mở rộng. Ông Hagari còn nói rằng chiếc UAV được phóng từ Yemen và bay vào lãnh thổ Israel từ hướng địa Trung Hải. Trong đoạn video ghi lại từ cuộc tấn công trên, có thể thấy chiếc UAV bay qua một bãi biển ở Tel Aviv rồi tấn công một tòa nhà gây ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ dẫn đến làm vỡ cửa sổ và khiến các mảnh vỡ rơi xuống đường. Cũng theo ông Hagari, hầu thi đã phóng hàng chục UAV từ Yemen nhưng phần lớn đã bị chặn trước khi chúng có thể tiếp cận lãnh thổ Israel. Ông cho biết thêm, IDF đang điều tra vụ việc mới nhất này để xác định lý do tại sao Samad 3 không được xác định là mối đe dọa và bị bắn hạ trước khi nó lao xuống Tel Aviv. Sau khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần dùng UAV và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel nhằm thể hiện ủng hộ với đồng minh Hamas, song hầu hết đều bị lưới phòng không Israel hoặc phương Tây đánh chặn. Hồi đầu tháng, Houthi tuyên bố đã hợp tác với các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq triển khai UAV tập kích các tàu ở cảng Haifa của Israel. Song IDF khi đó cho biết không có thông tin khu vực này bị tấn công. Ngoài ra, nhóm vũ trang tại Yemen còn thường xuyên tập kích tàu hàng có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, khiến nhiều công ty vận tải phải cho tàu đi đường vòng qua mũi hảo vọng ở Nam Châu Phi, làm gia tăng chi phí vận chuyển.